Sophie Tuấn lại xin gửi lời chào đến toàn thể anh em đam mê PCB nhé. Đấy, trong cái chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay Huy Tuấn lại giới thiệu cho tất cả anh em hai cây FX anh em nhé, hai phân khúc khác nhau, phân khúc tầm trung và phân khúc tầm cao anh em nhé. Thì trước khi vào phần chi tiết sản phẩm ngày hôm nay, anh em xem video để cho shop Huy Tuấn xin một nút đăng ký kênh và một nút like anh em nhé, để lấy cái động lực anh em nhé. Thì bên em sẽ là có hai số điện thoại đây, anh em có thể gọi trực tiếp vào hai số điện thoại này để đặt hàng và để bên nhân viên bên em tư vấn cho anh em là lên dùng cái cấu hình nó như thế nào để là phù hợp với túi tiền của anh em chơi anh em nhé. Bên em là luôn luôn có hai phương thức giao dịch, một là ship COD qua đường bưu điện, hai là gửi xe. Phương thức thứ nhất là COD qua đường bưu điện, một cây tầm trung chia ra làm hai gói, một cây tầm cao em chia ra làm ba gói để gửi đi cho anh em. Anh em nhận gói hàng nào thì theo chọn gói hàng đó nhá anh em nhé, anh em nghe rõ nhá. Đấy, xem video là phải nghe xem hết video để nghe và để hiểu hơn về cách thức giao dịch để khi mua đặt hàng cho nó nhanh chóng và hiệu quả nhất anh em nhé. Thì phương thức thứ hai là phương thức gửi xe. Đấy, gửi xe thì sẽ ráp hoàn thiện như hai cây trên video này rồi được gửi xe cả cây cho anh em. Anh em nhận hàng một lần thanh toán nhà xe. Về là chỉ việc chơi thôi, không cần phải ráp test gì hết anh em nhé. Em ráp test căn chỉnh hết cho anh em rồi. Đấy, anh em mua một cây là cọc cho em là 200.000 tầm trung, cây tầm cao cọc 300.000 anh em nhé. Đó, anh em nghe rõ chưa? Thì cái tiền cọc của anh em là sẽ được trừ khi anh em nhận hàng anh em nhé. Thì em sẽ vào phần chi tiết sản phẩm ngày hôm nay. Đấy, giới thiệu anh em luôn là hai sản phẩm, hai phân khúc khác nhau. Đây là cây FX phân khúc tầm trung anh em nhé. Thì cây tầm trung này em đang sử dụng cho nó con kính Discovery VTR, thông số là 3-12-40, có đèn hồng tâm hỗ trợ anh em bắn được cả ban đêm. Combo quy sói báng A báng gấp rút anh em nhé. Đấy, có chốt an toàn, tay cầm nhựa, tay đòn inox. Quy là quy sói anh em nhé. Van là van đờ gem của công ty Huben 7075, ốc chỉnh áp ở bên ngoài, thuận tiện cho anh em đi chơi là chỉnh mọi mức áp anh em yêu thích. Bình là bình nhôm 0.35, sơn phủ alloy cả trong lẫn ngoài anh em nhé. Giảm âm là giảm âm sliper hai khúc bọc cành luôn, rất chi là đẹp về độ thẩm mỹ nha anh em nhé. Đó, thì là giảm âm này là có chích lùi khí bao in cho anh em nhé. Lòng là lòng Lotha Weiser tem vàng, lòng nhập tàu anh em nhé, lòng 12 khương tuyến được sản xuất bằng chất thép tốt nhất CR45, đảm bảo cho anh em độ bền của khương và tuổi thọ khương cực cao anh em nhé. Đấy, em đã đi tiện sơ mi rồi nên là lắp ráp lên độ chuẩn chỉ nó cực chuẩn chỉ luôn khi bem anh em nhé, không có độ dơ lắc như là dùng sơ mi sơ cu anh em nhé. Đó, cây này bao cho anh em là 70m 25C2 anh em nhé, 80-90m loan bia, 100m hạ cò anh em nhé. Đó, em qua cái mã cấu hình cao. Đấy, em giới thiệu nhanh thôi, đỡ mất thời gian của anh em nhé. Thì đây anh em, đây là một cây FX cấu hình cao anh em nhé. Cấu hình này em đang sử dụng cho nó kính Discovery VTZ 3-12-40 SS. Hàng này có FFP, chống rung, chống giật và chống nhảy tâm. Thân 30, thân kính 30 anh em nhé, cho anh em tầm nhìn rất chi là rộng khi đi bem này. Combo quy sói FX iGun anh em nhé, quy sói anh em nhé. Đấy, bán là bán nha. Báng là báng chữ A anh em nhé. Đó, báng là báng chữ A, báng là báng gấp rút anh em nhé. Anh em thích dài anh em có thể ấn vào lẫy này là dài ra, không thích ngắn thì anh em có thể để đẩy vào cũng ok nhé, chỉ cần bấm vào cái lẫy này ok này. Khớp là không khớp anh em nhé. Đó, anh em có thể bấm vào, anh em chỉ cần bấm vào cái này là anh em có thể khớp vào rất gọn cho anh em khi anh em để vào ba lô này hay là để vào cốp xe đều được anh em nhé. Có chốt an toàn, tay cầm nhựa này, quy là quy sói anh em nhé. Đó, van là van đờ gem 7075, hàng của công ty Huben, ốc chỉnh áp ở bên ngoài. Bình là bình carbon, được làm bằng sợi carbon anh nhé. Bình carbon 0.75, 0.36, 0.42, 0.5 em đều có, anh em thích bình nào em sẽ lắp cho anh em bình đó, giá tiền như nhau anh em nhé. Giảm âm là giảm âm một khúc anh em nhé, giảm âm xoắn bút leo anh em nhé. Đó, anh khách này anh không thích lắp giảm chụp như cái này, anh chỉ cần một khúc kia thôi, nhìn trông cũng rất chi là đẹp đúng không anh em. Đó, mỗi người thích một kiểu, mỗi người thích một giá khác nhau. Lòng là lòng Huben zin anh em nhé, cành là cành Huben zin, cành 20 inch anh em nhé, đã được tiện sơ mi anh em nhé, cành 20, cành Huben zin anh em nhé. Đó, cành là cành 5.5, chưa kiệu chỉ 5.5, cái này bao cho anh em là 8-90m 5C2 nhé, 100-120 là hạ cò chuyện bình thường anh em nhé, cái bao cho anh em là 80m 5C2, đấy 100-120 là hạ cò nhé, ok chưa anh em, rất chi là đẹp đúng không anh em. Anh em có nhu cầu mua hàng thì gọi điện trực tiếp đây cho em anh em nhé. Đó, cả hai số điện thoại của em đều có liên kết với cả Zalo, anh em ngại gọi điện thoại thì kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết sản phẩm để cho anh em tham khảo và lựa chọn anh em nhé. Rồi, một video ngắn, cảm ơn tất cả anh em đã xem theo dõi video của em. Có nhu cầu mua hàng thì cứ điện thoại đến cho em anh em nhé. Muốn biết rõ giá chi tiết của từng cây thì anh em chỉ cần gọi điện đến em sẽ báo giá anh em nhé. Giá em không công khai trên video, giá nó còn nhiều cái vấn đề nhạy cảm, nó cạnh tranh trên thị trường nữa, mà thứ hai là hàng họ nó lên xuống tùy trong thời điểm anh em nhé. Thời điểm nhập hàng dễ thì giá thành nó thấp, nó giảm một chút, còn đâu giá thời điểm nhập hàng nó khó khăn, biên nó tắc, hàng nó không về được, nó khan hàng thì giá thành nó lại cao hơn một chút. Anh em muốn biết rõ giá nó như thế nào thì điện thoại đến cho em anh em nhé. Đấy, rồi ok,
Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của em. Hẹn gặp anh em những video clip tiếp theo.